À, xin cảm ơn em Huyền Lê. Xin chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay. Trước tiên thì Thúy Hà xin được tự giới thiệu, tên đầy đủ của Hà là Trịnh Thúy Hà, và hiện tại thì Hà đang sinh sống và công tác tại thành phố Thái Nguyên. Thì với một công việc chính của Hà đó là giảng viên của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Với một cái công việc như vậy thì thực sự là khi làm rookie ấy thì Hà thấy rằng là với một cái trước đây đã có một cái niềm đam mê rất là lớn về kinh doanh, và thực sự là cũng nghĩ rằng là với một cái đồng lương là giáo viên thì nói thực sự là cái trang trải cuộc sống mà nó không thể đủ được. Chính vì vậy mà luôn luôn đau đáu đi tìm một cái công việc nào đó nó phù hợp với mình, với một cái người bận rộn như mình. Thế thì bản thân là khi bắt đầu vào RP thì được hơn 1 năm rồi, mình bắt đầu chính thức kinh doanh là từ tháng tháng 4 năm 2002, và đến tại điểm hiện tại thì cũng đã có một cái thành tích nhỏ nhỏ, đó là mentor 1 sao. Thế và cũng rất là may mắn khi vào RP thì mình đã tìm kiếm và đã đi rất là lâu và bền với lai hàng của Thế Giới Đọc Nước. Và một trong những cái sản phẩm mà mình vô cùng yêu thích và nói thực sự là cũng là một sản phẩm phễu trong cái hành trình kinh doanh RP của mình, đó là chính là cái cây lọc mạnh Vutech. Và nếu như các anh chị em nhìn trên cái banner của Hà ấy, thì hiện tại là cái căn bếp của nhà Hà hiện tại đang sử dụng đồng thời 2 cây lọc nước, một là cây pi và 2 là cây lọc lạnh. Nhưng thực sự mà nói thì để gọi là sử dụng thường xuyên và gọi là bao trùm hết tất cả những thành viên trong gia đình của Hà thì có lẽ là cái cây lọc nước của Tech nó vẫn chiếm ưu thế hơn. Bởi vì đến thời điểm hiện tại thì ngay như là trong nhà Hà thì có ông xã này và con trai thì rất là thích uống nước mát, và mùa này thì đặc biệt là một bạn con trai học lớp 9 của nhà Hà là bạn bé thì hiện tại thì đang là ôn thi, cho nên là bạn ấy thường xuyên là buổi tối ấy, là bạn ấy pha sữa hoặc là pha mì để dùng gọi là ôn thi. Còn lại thì ông xã thì gọi là gần như là pha chè rồi dùng mọi thứ là từ cây lóng mạnh hết. Và ngoài ra ấy, thì có một cái nữa, đó là trong gia đình của Hà ấy, thì là hiện tại thì Hà đang có một cái trung tâm dạy thêm tại nhà, thì cũng với lưu lượng học sinh khoảng gần 200 học sinh thì các em ấy là thường xuyên là chạy ra chạy vào để dùng cái nước, mùa hè thì nước mát, mùa đông thì gọi là có nhiều bạn vẫn uống nước mát, thậm chí là không kiểm soát được cái việc đó. Và vừa rồi là Hà phải chắt nước ra bình ra ngoài kia là từ cây pi để cho các bạn ấy, là tránh trường hợp là các bạn ấy vào trong nhà để uống nước lạnh, sợ là mùa này viêm họng. Thế chính vì vậy mà nói thực sự là cây nóng lạnh là một trong những cái sản phẩm hiện tại thì Hà cũng đang bán và kinh doanh nhiều nhất so với các cái dòng sản phẩm khác của Thế Giới Đất Nước. Và đặc biệt là nó là một cái gọi là cái sản phẩm mà nếu mà được đánh giá là gọi là yêu thích thì đó là cái sản phẩm mà ngay từ gia đình đến khách hàng của Hà đang là được yêu thích nhiều nhất. Đấy, và vì sao lại yêu thích như vậy thì thực sự ngoài cái sự tiện dụng như Hà nói, nó là có cái nước nóng và nước lạnh để chúng ta sử dụng gọi là thường xuyên trong gia đình, thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là cái nó có ra cái nước tốt cho chúng ta sử dụng. Thế vì sao thì Hà lại nói như vậy? Bởi vì thực sự là trước khi mua cái pi thì Hà đã trải nghiệm cái nóng lạnh rồi, và bản thân là đã thấy được cái sự gọi là tuyệt vời của cái gọi là cái hiệu quả của quá trình sử dụng cái nước tốt từ cái máy nóng lạnh. Thì mọi người biết rằng là cái cây nóng lạnh này thì nó cái nước nó được tạo ra đó là nước kiềm, nước ion kiềm. Thế và trong gia đình của Hà ấy thì trước đây là ông xã là bị gút và dạ dày, chị chồng và dạ dày là bị gọi là thường xuyên luôn ấy, nhất là căn bệnh gút. Cái gút ấy thì nó cứ kiểu dạng như là giống như kiểu một căn bệnh nó hành hạ con người ấy. Tức là cứ ăn nhiều một chút, ăn nhiều những cái đồ gọi là giống như kiểu bổ một chút ấy, ví dụ như là các loại gọi là thịt mà gọi là thịt cầy hoặc là thịt chó, thịt gà, tóm lại là cứ ăn những cái đồ bổ bổ mà cua tôm một cái là y như rằng là gút. Gút gọi là bị gút, cứ bị sưng những cái đầu ngón chân ngón tay lên, nó là một trong những căn bệnh mà dư thừa axit. Thế và ông xã Hà thì nói chung là bị cái căn bệnh này cũng khá lâu rồi và cũng hay phải đi tiếp khách thường xuyên, cho nên là cũng rất là đau khổ với cái căn bệnh đó, và thường xuyên là phải sử dụng những cái viên thuốc, cái viên cứ nhỏ 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 là cứ bị là cái là phải uống. Thế nhưng mà từ khi dùng cái cây lọc mạch này thì nó thực sự là không 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 còn thấy nó có hiện tượng quay trở lại. Và đặc biệt là Hà cũng có một cái sự gọi là gần như kiểu một cái Tết ấy, tức là cứ đợt nào ông xã đi công tác khoảng tầm 5 đến 7 ngày là y rằng đến ngày thứ tư, khoảng thứ tư thứ năm ấy là y rằng là bị lại.
đi lại. Có nghĩa là khi mình sử dụng thường xuyên cái sản phẩm này, cái nước tốt này, thì nó sẽ giúp trung hòa cái lượng axit trong cơ thể. Thế cho nên là nó không phải là cái thuốc, mọi người phải tưởng tượng nó không phải là thuốc để chữa được cái bệnh đó. Nhưng nếu chúng ta sử dụng hàng ngày và thường xuyên thì nó không bị lại, nó không bị lại. Và nếu như chúng ta dừng không sử dụng nó hàng ngày, thì nếu như chúng ta lại ăn uống vô bổ, hoặc là chúng ta lại không điều độ trong một cái khoảng thời gian, thì ngay lập tức là cái dư thừa axit nó lại quay trở lại. Thế và hôm qua thì hôm chia kia là ngày 20 tháng 11, thì Hà có đến chúc mừng 20 tháng 11 của cái người mà Hà gọi là rất là yêu quý, đó là cô giáo chủ nhiệm, cũng như là đã nhận Hà là con nuôi từ gọi là 25 năm trước. Thế và Hà cũng đã tư vấn cho ông bà sử dụng một cái cây lắng mạnh từ hơn một năm trước rồi. Nhưng mà nói thực sự là vừa rồi, cách đây khoảng tầm 2 tháng, thì ông bà mới quyết định là đầu tư cái cây lắng mạnh này. Và cái khi mà Hà bước chân đến cửa nhà ông bà, trước kịp cả nói câu gọi là chúc mừng, thì bạn đã nói là ôi dồi Hà ơi, cái cây cây lọc nước của con tốt thực sự đấy, mẹ thấy tốt thực sự đấy, bởi vì là mẹ dùng mà từ ngày đó giờ mẹ không thấy còn hiện tượng bị trào ngược dạ dày nữa, tức là không còn cảm giác như cái bụng của mẹ rất là ổn và không bị ợ hơi ợ chua nữa đó. Thì bà sau đó bà ngồi bà kể, bà chỉ nói về cái cây lọc mạnh thôi, bà nói là hiện tại thì em rể cũng đang bị trào ngược dạ dày và thường xuyên là mang gọi là bình đến để xin nước. Thế mình bảo là ôi dồi ôi, mẹ ơi thế hôm nào mẹ bảo chú cứ liên hệ với con sẽ gọi là hướng dẫn chú mua một cây trả góp, chứ sao mà phải lấy gọi là nước ngày nào cũng bê nước, tuần nào cũng bê nước từ đây ra tận đến thành phố, tức là cách nhau khoảng tầm 3 cây 3 4 cây đấy, thì xa quá vất vả quá. Thì bà bảo ừ thế hôm nào để mẹ trao số cho chú số điện thoại của con, có gì con hướng dẫn nhá. Nhưng mà đúng là cái cây này tốt thực sự đó. Thì khách hàng khi mà đã sử dụng cái sản phẩm của Hà, tức là Hà bán Hà là cái động mạch này, thì Hà rất là tự tin, Hà rất là tự tin và cảm giác như là mình luôn luôn là mình trao đi một cái giá trị tốt đẹp. Và cái cây này nó giống như kiểu như là một cái người bạn thân thiết trong gia đình, nó không thể thiếu. Thế thì ngoài cái việc mà nó tiện lợi và nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt, thì Hà đã thấy được là cái sản phẩm nó tốt như thế nào. Từ cái nước tốt đó thì Hà bắt đầu quay sang là quyết định là đầu tư cây pi cho gia đình. Và chắc chắn là rồi dần dần những người đã sử dụng cây lắng mạnh thì chắc chắn là sẽ họ đã cảm nhận được cái sự gọi là tác dụng của nước tốt, thì chắc chắn là họ sẽ đầu tư dần lên cái máy pi. Và thực sự đã có những khách hàng của nhà như vậy, họ đầu tiên là bao giờ cũng sử dụng cây lọc mạnh giống như kiểu cái sản phẩm gọi là đầu phễu đấy, và sau đó thì là nâng cấp dần lên. Và ngay như trong gia đình Hà thì cũng đang sử dụng đồng thời cả 2 cây, vì Hà thấy rằng là cái cây pi ấy thì nó rất là tốt rồi, rất là nhiều công dụng và tác dụng của cây pi thì tuyệt vời. Nhưng chủ đề ngày hôm nay không phải nói về cây pi, nên Hà sẽ không nói về cây pi nhiều. Thế tuy nhiên là cái cây nóng lạnh thì nó lại là một cái sản phẩm, nó ngoài cái gọi là nhiều người nói rằng là ngoài cái sự tiện lợi đó là nó ra nước nóng nước lạnh, thì nó còn là một cái đồ mà giống như kiểu là một cái trang trí trong gia đình ấy. Nó là một cái sự gọi là mọi người nếu mọi người nhìn Hà để ở ở bếp cũng rất là đẹp. Khách đến thì hoặc là mọi người đến thì thường là trong nhà Hà mình bán, mà mình bán hàng mà đặc biệt là bán đồ kuchen mà cũng bán gọi là Hà hay đi sâu về line hàng là gia dụng. Đấy, chỉ có 2 sản phẩm chính thôi, chỉ có 2 line hàng của 2 nhà cung cấp chính, đó là kuchen và Thế Giốc Nước. Thế cho nên là cái căn bếp của nhà Hà nó giống như kiểu là một nơi tiếp khách ấy. Thì ngoài cái việc là giúp cho mọi người trải nghiệm ví dụ như là máy ép hay là hạt sữa hạt hay vân vân, thì bao giờ là cũng đã mời mọi người uống nước mát hoặc nước ấm vào mùa đông nếu như khách hàng đến. Thế và mình sẽ đưa ra cái thí nghiệm test nước tại cái cây lóng mạnh này luôn, để cho mọi người thấy rằng là cái nước nó khác biệt so với những nước thông thường như thế nào. Thế và trước đây thì Hà đã từng là đi giao hàng, tức là thường thì những cái khách hàng mà người ta mua sản phẩm ấy thì thường là nếu như ở gần thì Hà không bao giờ là Hà ship, tức là để cho gọi là bên giao hàng là giao tận nơi cho khách đâu, mà Hà sẽ giao về nhà, sau đó thì Hà mang đến cho khách. Và cái việc mang đến cho khách đấy cũng là một cái hình thức mà giúp cho Hà là chốt chốt đơn. Ví dụ như là trong gia đình ấy mà họ ví dụ họ đặt mua một cái, thường thì trong các gia đình đa phần là họ đã có cây lọc nước rồi, gần như ở thành phố như Hà đang lên nơi Hà đang sinh sống thì đa phần là họ đã có cây lọc nước đó, chỉ có điều là của các hãng khác nhau thôi. Đấy, và khi mà Hà mang những cái sản phẩm đồ gia dụng đến để giao cho họ, ví dụ như cái nồi áp suất này, ví dụ như cái nồi chiên hay cái máy ép hay cái máy sữa hạt vân vân, thì Hà sẽ nhìn quanh xem là gia đình họ đã sử dụng cái sản phẩm máy nóng lạnh nào đó, và Hà sẽ dùng luôn cái nước
tốt mình mang đi để gọi là tách nước cho họ, và sau đó thì Hà tư vấn và cho họ xem cái hình ảnh của nhà Hà đang sử dụng cái lọc nước nó như thế nào, và chắc chắn là họ 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 sẽ có một cái gọi là quan tâm đến cái việc là sức khỏe. Cho nên là gần như là ai thì trong chúng ta thì cũng đều quan tâm sức khỏe đúng không ạ, nếu không có sức khỏe thì không có cái gì cả. Cho nên là cái việc mà đầu tiên là họ sẽ gợi gợi mở cho họ cái sự là quan tâm sức khỏe, và sau đó thì mình sẽ đưa ra các những cái chiến dịch đúng không ạ. Ví dụ như là có đợt thì nhiều gia đình thì thấy là cái điều kiện của họ không có điều kiện lắm thì mình sẽ dùng cái là bộ gọi là nâng cấp. Thế còn những gia đình nào mà người ta có điều kiện một chút thì sẽ gợi ý và để cho họ sử dụng cái lọc lạnh. Thế, và đa phần thì bao giờ cũng thế, bán cái nọ thì nó sẽ kèm theo cái kia, và cái lọc nước là một trong những cái mà Hà thấy rằng là rất là dễ bán, bởi vì thực ra thì bây giờ ấy thì mọi người cũng đã có cái phần gọi là hiểu biết hơn về nhiều về nước tốt rồi. Đấy, và ngay như là trong những cái đối tượng khách hàng của Hà ấy, có nhiều người khi nói đến nước kiềm ấy thì họ đã biết ngay rồi, họ không cần mình không phải tư vấn quá nhiều, và cái làm cái thí nghiệm test nước kiềm ấy thì làm cho họ thấy có một cái sự trực quan, và họ sẽ có thể là ngay lập tức là sẽ hằn sâu vào trong ký ức của họ một cái tốt cho sức khỏe gia đình họ, đó là nước tốt đấy. Và Hà cũng rất là nhiều người là ngay từ đầu khi đến test nước hình như họ chưa có thể chốt ngay đâu, nhưng mà sau một thời gian ngắn thôi thì họ đã quay trở lại và nói rằng là để cho chị cái cây này, để cho chị cái này. Và đợt này thì nhất là với cái chiến dịch mà gọi là thế giới nước đưa ra ấy, đó là thu cũ đổi, tức là gọi là không phải thu cũ đổi mới mà là đổi một cái lọc nữa nước đúng không ạ, lấy một cái gọi là cây Gore-Tex, thì Hà nghĩ rằng đây là một cái chiến dịch mà Hà nói rằng là chắc chắn là trong tim của Hà mọi người sẽ rất là hào hứng, và bản thân Hà cũng thấy rằng là đã phải liệt kê danh sách rồi, phải liệt kê những người mà trước đây mình đã từng nâng cấp đúng không ạ, máy lọc nước, cũng như là những cái gia đình mà mình đã đến test nước mà mình đã có cái dữ liệu trong tay rồi, thì chắc chắn cái đợt này là mình sẽ phải chia sẻ thật là lan tỏa thật là lớn để cho mọi người đều biết đến cái chiến dịch này, và đây là một cái cơ hội rất lớn để cho các anh chị em trong cái kinh doanh dropshipping, và đặc biệt là đang đi với line hàng thế giới nước là chúng ta bùng nổ doanh số trong cái đợt cuối tháng này, và cũng là cái tháng mà chúc mừng sinh nhật dropshipping. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay cùng nắm tay với nhau thật chặt để chúng ta đẩy cái chiến dịch này, và đưa cái sản phẩm là thế giới nước là một sản phẩm cực kỳ tốt, cực kỳ là ok, lan tỏa đến tất cả mọi người. Đấy, và Hà hy vọng rằng là cuối tháng này thì hiện tại đến tại thời điểm hiện tại thì Hà đã đủ, về team của Hà đã đủ và thừa cái điểm point rồi. Thế tuy nhiên là mình vẫn phải chiến đấu hết mình, đủ là đủ hơn 120 triệu point ấy, để đạt cái doanh số là giữ được 3 sao. Tất nhiên là mình sẽ bùng nổ trong cuối tháng này để cùng lan tỏa cái giá trị của nước tốt đến với tất cả mọi người, và hy vọng rằng là 588 anh chị em đang có mặt tại phòng Zoom ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chung tay cùng đẩy một cái gọi là doanh số bùng nổ, và chúng ta sẽ nhân 2 nhân 3 cái doanh số của chúng ta, và đặc biệt là cũng là một cái để cảm ơn Ruby, để gọi là chúc mừng sinh nhật Ruby thật là hoành tráng cả nhà nhé. Và hiện tại với tổng số bánh kem của Hà, hiện tại Hà đang tích lũy được là hơn 30 bánh kem rồi, và hy vọng rằng con số sẽ nhân đôi trong cái chiến dịch đặc biệt này. Xin được trả lại mic cho anh.